việc em rồi đời ta đã tan hoang. Suốt một năm nay nhạc sĩ Quang Đậu phổ thơ nghỉ ăn liền thành những khúc nhạc vui tươi hay buồn bã, da diệt hay rai rứt con tim những bạn bè gần xa, người yêu mến anh. Anh đã mang đến cho bạn bè nụ cười tươi vui như anh viết góc thư giãn. Tìm một người được mắm khoan thiệt như anh tuy dễ mà khó, bởi tâm hồn vô tư, thuần khiết, thẳng thắn, ruột để ngoài ra cho bàn dân thiên hà thấy đời này hiếm có. Anh phô diễn khả năng, tài đảnh đàng, tuổi kèn, việc nhanh hạt đài đầy cả tính và hài hước với mục đích mua vui cho mọi người. Cái tài của anh là có sao nói vậy đẹp xấu dở hay để dành cho người nghe, người nhìn những lời phê bình riêng. Với tôi, anh là một người bạn mà tôi và anh nhạc sĩ Vĩnh Điền đã may mắn gặp gỡ qua Facebook. Từ âm nhạc, từ chân tình, chúng tôi tuy xa mà rất gần. Một ngày không vào trang nhạc của anh để chọc ghẹo, việc vài câu tiểu để cười thì cảm thấy thiếu vắng một nụ cười. Một năm qua, tôi lắng nghe tiếng đàn của anh vang lên những âm điệu vui buồn như tiếng lòng và khát vọng của anh. Facebook đã quan sát và đánh giá anh nên tặng cho anh bản phong thần. Tôi là một trong ba người quan sát anh nhiều nhất. Tốc độ phát triển âm nhạc của anh làm cho tôi ngạc nhiên và thán phục. Anh mê say đến quên cả ngủ, ăn, làm việc. Vì tôi biết rất tốn thời gian khi phải viết ra sheet, tập đánh đàn, tập hát làm YouTube. Vô bù lời là việc rất ít người dám làm. Khi anh Quang Đậu, anh hãy cảm ơn người bạn đời hồn nhiên của anh đã cho anh được chịt chát với Phong Thu, một phụ nữ chị chỉ thấy trên Facebook mà trong cuộc đời chị chưa bao giờ gặp. Tôi rất yêu mến chị vì chị không ghen, ganh tì và cố chấp. Chị lại rộng lòng để cho anh Quang Đậu làm bạn với Phong Thu, anh nhạc sĩ Vĩnh Điền và nhiều người khác. Anh là một tài năng mà một ngày nào đó không xa, anh sẽ viết những bài hát rất hay. Tôi lắng nghe bài hát Em ơi mùa thu đã chín, Trái tim nhỏ lệ, Ai điên vân vân để thấy được tiếng của anh trong âm nhạc. Việc những lời này chính là dự đoán chính xác cho con đường âm nhạc của anh Quang Đậu. Anh sẽ nổi tiếng trong một thời gian không xa. Hãy tin như thế. Chúc anh Quang Đậu và chị Thu Nga luôn bình an, hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn nhạc sĩ Quang Đậu và chị Thu Nga. Mời quý vị lắng nghe một bài nhạc rạp vui, tiểu của MC Quang Giao giới thiệu và nhạc sĩ Quang Đậu trình bày. Quang Giao xin chào các bạn tâm sát. Hôm nay Quang Giao sẽ giới thiệu nhạc sĩ Quang Đậu, gửi gắm bài hát mà nhà thơ Phong Thu đã gửi tặng cho các quý vị trên Facebook cũng như trên YouTube với bài hát Đời ta đã tan hoang. Hay xin lỗi, với bài thơ Đời ta đã tan hoang. Khi yêu em lòng ta là biển cả, qua phép gần thuyền ngược sóng trôi mang. Khi yêu em ta yêu thật đậm sâu, đêm không ngủ lòng tràn ngập nỗi nhớ. Yêu ra diết dù muôn trùng cách trở, sẽ tìm em dù ở cuối chân mây. Sẽ tìm em để say mộng từng ngày, yêu em đến tận cùng trong hơi thở. Khi ta biết yêu em là đau khổ, biết em rồi đời ta đã tan hoang. Các quý vị thấy, khi ta biết yêu em là đau khổ, biết em rồi đời ta đã tan hoang. Nhà thơ Văn Quang Thu này viết độc đáo quá. Và còn gửi gắm nhà thi sĩ Quang Thu còn gửi gắm xin chấm dứt ở đây. Ngày khác sẽ tiếp tục, chúc quý bạn bè dân thi hữu gần xa đọc để giải trí đầu năm. Ai có người yêu thì cố gắng yêu nhau hơn, ai muốn đi tìm tình yêu thì Phong Thu chúc may mắn, bình an, hạnh phúc trong năm con cọ. Năm con cọ là năm dần. Nếu phải yêu chua như trái xoài thì nhớ mua nước mắm Phan Thiết. Nhớ mua nước mắm Phan Thiết là coi như ý là gợi cho nhạc sĩ Quang Đậu là khi nào mà bạn bè đến thăm Quang Đậu là sẽ mua xoài và nước mắm. Được thật nhiều vào ăn thì tình yêu sẽ ngọt hơn. Tình yêu chua chát bây giờ là ăn nước mắm đường của Phan Thiết, ăn cảm thấy là tình yêu sẽ ngọt ngào.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.